Rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 12 tháng 10. Ngày gia đình hàng tháng cho gia đình Thảo và gia đình Tô Toàn. Gia đình của anh Thảo. Và anh ấy dân ở Sài Gòn tài trợ. Gia đình Tô Toàn là do anh cũng tài trợ cho hàng tháng 1.500.000 đồng. Gia đình anh Thảo Thảo là 1 triệu. Thì xin thay mặt cho Hội Hoa Đức như xã xã Tân Hà cử ông Thái nên tôi cần cảm ơn cả những công đức của anh chị tài trợ cho hai chương trình này và cùng với ông Tam Bảo cùng với gia hộ cho gia đình quý vị được hạnh phúc an lạc và mang tặng bà thêm những người có hoàn cảnh khó khăn để quý vị giúp đỡ. Good night, huh?